AFK Mobile vào ngay đi chơi gì? AFK Mobile bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. A, F, K, Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của AFKobi và hôm nay sau bạc sẽ giới thiệu anh em một con game mobile à, mới ra mắt ở trên Android có tên gọi là Uncharted Island. À, đây là một con game nhập vai sinh và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm game mình nha cảm thấy là game này đủ họa 3D nhưng mà tất nhiên đủ họa nó cũng vẻ quá xuất sắc chúng ta sẽ có các cái nút uh, analog di chuyển trái phải lên xuống này nút chiến đấu này nút nhảy này nút chạy đó các bạn thể uh, đây là phần hướng dẫn đầu game uh, các bạn còn hoàn toàn có thể chơi bằng uh, giả lập nha anh em hoàn toàn có thể chơi bằng giả lập uh, android đều rất là ok rồi chúng ta sẽ phải đi đâu đây uh, như chắc chắn là với những cái dạng game sinh tồn này chúng ta sẽ phải tìm mọi cách để sống sót rồi còn uh, sống sót như thế nào thì chúng ta sẽ Uh, trải nghiệm xem sao đây chúng ta cũng có tính năng uh, chế tạo này chúng ta sẽ có các cái vũ khí rồi cũng có điểm uh, nâng cấp điểm theo lần đó gọi là điểm thiên phú đấy rồi mình chẳng biết phải làm gì đây game nó cũng không hướng dẫn quá là nhiều quá đây là phần shop này các bạn mua này Còn đây là phần cài đặt game thì hỗ trợ rất là nhiều ngôn ngữ nhưng mà không chắc chắn là sẽ không có tiếng việt rồi đồ họa thì mình sẽ chỉnh lên xem sao đó, tất nhiên là do mình đang chơi giả lập nên là nó sẽ không được uh, ok cho lắm và nó cũng hơi bị giật 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 hình ấy Đó, cái này thì chơi tốt nhất là chơi điện điện thoại nhưng mà dụ, giả dụ mà anh em không có máy android thì các bạn thì hoàn toàn nên dùng giả lập nha ừ, chơi giờ chơi như nào ta đây có con cua ở chiến đấu với đánh cua luôn nhưng mà mình không có vũ khí gì anh em ạ Ô, cua nó cắn mình đau quá À, chúng ta sẽ nhặt được uh, thức ăn này lấy đồ ăn ở đây. đó chúng ta sẽ đi nhặt nhạnh kiếm các cái vật phẩm nói chung là để sống sót đúng không sinh tồn nhưng mà nó sẽ không có cái nhiệm vụ gì cả nên là mình không rõ là bây giờ phải làm thế nào ta. À, chúng ta sẽ có thức ăn này đó các bạn để ăn để hồi máu chúng ta sẽ có các chỉ số là máu này uh, độ no và độ khát nước tức là sẽ cần thức ăn đồ ăn thức uống đấy để có thể sinh tồn sống sót. Rồi các bạn thể đi ui có cả con gì á con rùa cẩn thận nó cắn cho cái chết. Né ra anh em ạ, mình đang không có máu mà nhìn con này có vẻ ghê ghê. Giờ chúng ta sẽ phải làm gì ta? Bây giờ chúng ta sẽ phải. Uh... Oh đây phần nhiệm vụ đây nhưng mà nó sẽ không chỉ chỉ dẫn quá nhiều. Nó bảo nhiệm vụ là mình phải kiêng con rùa nhưng mà tôi làm sao? Mà tôi... Làm gì đã có vũ khí đâu, bây giờ phải chế tạo đúng không Thì chúng ta sẽ vào phần uh, Craft đồ này Đó, Các bạn có thể uh, chế tạo uh, Các cái dụng cụ Để uh, Lấy tài nguyên Thu hoạch tài nguyên các kiểu Sau khi có rồi thì mình có thể uh, Lắp vào đây Ủa không lắp được nhiều cái nhỉ ờ tức là muốn lắp thì cứ phải ấn vào đây à nó không cho mà... ờ ở đấy mình có mấy cái ô này này làm sao để lắp đồ vào mấy cái ô dưới này nhở ờ, chưa hình dung ra được lắm Đó, lấy chuối này Đó, lấy cành trúc muốn chặt cây thì phải phải, phải lấy gỗ được đúng không nhưng mà là cách cái hướng dẫn game này nó cũng ch ch chưa có cụ thể ấy. Ui, đồ đồ. ui tí toan còn mấy máu này vãi ạ à, tí chết Rồi ờ, ăn cái dừa này đây có chúng ta sẽ có những cái vật phẩm để các bạn giúp hồi máu rồi um, cho nó no hơn các kiểu cách chơi game này đã khá là tiện nó không hướng dẫn khá là kỹ càng gì cả nên mình thật là, anh em là mình cũng chưa hình dung ra cách chơi game này lắm dù sao thì con game này nó cũng mới phát triển thôi Mình thấy bất tiện nhất là cứ phải Như các game khác ấy, nó sẽ có phím tắt Ví dụ mình vứt vào mấy cái ổ dưới này này Mình đã không biết làm sao vứt vật phẩm vào cái ổ dưới Thì nó sẽ uh, Lấy đồ nhanh hơn đây Ví dụ mình muốn đổi sang vũ khí khác Mình cứ phải ấn vào ba lô túi đồ ấy Và mấy cái đồ này thì nó có độ bền nhé mọi người nha đang lấy đá này Nhưng đồ họa game này thì cũng không phải là xuất sắc Đây, chặt lấy gỗ Đây, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ và nhận thưởng thế này đúng là kiểu phải tự chơi rồi đúng chất là phải tự chơi à, có là chế tạo lửa này ok chế tạo lửa Đấy, các bạn đi thu, hợp, thu hoạch tài nguyên rồi đi um, săn quái vật các thứ thì các bạn sẽ được điểm kinh nghiệm lên cấp Đây mình sẽ đặt cái lửa ở đây nhé, mình chọn chỗ này để uh, đặt cái lửa của mình này Rồi chúng ta sẽ phải làm gì đây À cái này để chế biến, các bạn có thể dùng gỗ vào để chế, chế biến thịt Vào đây Nói thật anh em là mình cũng chưa hình dung cách chơi đâu và gỗ, một thịt. Rồi làm sao để chế ta? Chính ra game này thì nó phải hướng dẫn kỹ hơn ấy. thật với các bạn là mình cũng chưa hình dung ra lắm. Rồi hết máu rồi này. Rồi chúng ta thi nhặt gỗ và chế đồ ra nhai thôi. Đấy sau này các bạn có thể xây nhà các kiểu nữa. Nói chung là sẽ phải con mình chưa hình dung lắm con game này chơi offline thôi mọi người ạ chưa có gì đặc biệt lắm nhỉ yeah. ghét nhất là cái kiểu là Ví dụ mình muốn chuyển đổi các cái dụng cụ ấy thì phải bấm vào túi đồ các kiểu à, chúng ta sẽ đi săn thỏ đi thỏ sẽ nhanh thế Đó đấy hơi nó hơi khựng một tí bởi vì là đây mình chơi giả lập ấy, nó cũng chưa tối ưu tốt lắm. Ô, thỏ này đuổi sao được ta? Chạy nhanh dã man à. Mình còn đang chưa biết làm nào để hồi máu cơ. Phải đi nhặt nhạnh mấy cái đồ linh tinh thôi. Nói thật với anh em là kiểu này thì mình chơi đấy nó không không quá hấp dẫn đâu. Cảm giác là cái con ăn uh, sát Uncharted Island này nó đang trong giai đoạn phát triển nên nó không có gì quá đặc sắc ấy nói chung là game sinh tồn thì trên mobile ấy quá là nhiều rồi nhiều con game nó đồ họa đẹp hơn con này nhiều rồi hấp dẫn hơn con game này cảm giác là thứ nhất là đồ họa nó không quá đẹp này thứ hai là lối chơi nó uh, nó kiểu là game này mới mới làm ấy nó cũng chưa có gì hấp dẫn nó chưa có cái gì để thu hút người chơi ấy kiểu kiểu như vậy khá là đáng tiếc ôi tao lùa sao được con thỏ con thỏ nó chạy này mày xem tao xem mày chạy không Oh, thỏ chạy nhúng rồi cái này thì chắc phải dùng mấy cái vũ khí tầm xa mới, mới săn được mấy con thỏ đấy anh em ạ Nào đừng bảo mày chạy ra biển nhá đừng bảo thỏ nó chạy xuống biển nhá ảo à, dã man thỏ bơi à <laughs> bãi điêu thật thỏ bơi anh em ạ thỏ bay ra biển bơi ra biển luôn game làm điêu dã man <laughs> đấy mà lấy được cái vật phẩm thì thì, thì cứ lấy thôi và lại giúp hồi máu này ăn mấy cái đồ này hồi máu vào để có sức mà chiến đấu đây là con thỏ này này mình sẽ lùa nó chạy về phía hồ nước này thì nó sẽ bơi chậm hơn điều dã man anh ạ <laughs> thỏ ấy bơi dưới nước luôn ảo thật đấy à, ở đây trong này có cái di tích gì này thử vào đây xem nếu mà game chơi chán tôi giới thiệu cho anh em vậy thôi các bạn nào thích chơi chơi chứ mình thấy là game chơi chán ôi ai này ui quái vật ạ à? vãi ui 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 không đánh được rồi té rồi xong rồi à, Khi các bạn chết thì các bạn sẽ bị um, trừ điểm kinh nghiệm Và trang bị cũng trừ 20% Vãi thật Ồ, Nói chung là phải bây giờ phải lên level các thứ thì mới có thể đánh được con quái kia Quái vật luôn, có cả quái vật luôn anh em ạ Ảo à, dã man <laughs> mình nói chung là mình cũng vừa tải con chắc uh, Uncharted Island này Nên mình có thấy nó thật sự là nó cũng chưa có gì hấp dẫn lắm không biết là các bạn thấy thế nào chứ phải mình thì tôi sẽ tìm con game khác Đó, dù sao thì mình cũng chỉ giới thiệu cho anh em thôi còn bạn nào quan tâm thì có thể uh, tải và nghịch thử con game này ở trên Android lưu ý là nhắc lại lần nữa nó mới chỉ cho Android thôi kiểu đồ họa này cũ lắm rồi không có gì đặc sắc cả kể cả lối chơi OK thì như vậy là xóa bạc cũng giới thiệu nhanh thôi cho anh em về tựa game có tên gọi là Uncharted Island này nhá bạn nào mà thích cái game nhập vai sinh tồn thì có thể nghịch thử nhưng mình thì mình không thể hứng thú lắm bởi vì nó cũng chả hướng dẫn gì cả ấy, mà nó cũng nhạt nhạt đấy chơi không có gì hấp dẫn lắm cảm ơn đã dõi video này của sáu bạc à, thú vị đừng quên like share chia sẻ cũng như subscribe cho kênh Apple Cả anh em rất nhiều bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo bye bye chỉ đọc quyền ở FK Mobi Kho mini game tuyệt vời hoang mỹ Nơi mọi người vui cực không sầu bí Qua tới thế cao, cho nhiều quá đi Vậy còn chơi chi?